Nấu cơm, Dũng nấu cơm nha cả nhà. Tôi chưa thấy đứa nào sướng như đứa này không? Nghe trợ lý gì đâu mà cái gì cũng chờ sẵn hết trơn. Nấu cơm thì nấu cơm sẵn, đồ ăn thì phải gọi sẵn, cái gì cũng sẵn. Cho nên là một số bà con cô bác người ta có kiến là phải phải gì đủ việc sớm, đủ việc không à? Thì bà con cô bác là ai ý kiến? Kiến cái cò lắm rồi đó. Kiến cò mà. Phải không, bà con cô bác ai đồng ý đuổi việc trợ lý này thì cho số 1 nha, sẽ thi hành ngay lúc cách trong vòng 24 giờ. Đó, cho nên bà con cô bác nào nhớ để ý kiến nha, nhớ cho số 1 đồng ý là chấm dứt hợp đồng với trợ lý. Rồi thấy xong đó, cái tờ hồ thấy mà thấy xong rồi. À sẽ xong à. Nào mà con cô bác cũng toàn là ở số 1 không luôn á, không tin hồi tí xíu thứ lên thì biết. Và con cô bác không thể nào chấp nhận được, nhưng mà phải tuyển tuyển trợ lý, phải tuyển 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 nam nha, không được tuyển nữ nha. Chết luôn. Tuyển trợ lý phải tuyển 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 nam nha, không có cho tuyển tử nha. Sao lý do gì vậy? Không biết. Anh của sếp. À, anh của sếp hả? Tuyển ghi ở trợ lý mà nam. Hai trợ lý Peter Hồ. À. Chữ dần hả? À. Sắc của hành nè. Sắc của hành rồi cả nhà. Đó. Trời ơi, sắc của hành đó. Ơi ơi không? Dữ không? Đấy, cả nhà thấy không? À, dữ dằn. À, nấu mà nấu thịt nha, thịt kho nha. À, kho. À, chưa làm xong rửa tay rồi. Cái gì? Ta phải xong cái đoạn nào ta rửa tay cái đoạn đó. Chuyển qua cái giai đoạn khác. À. Để mất mùi vị hay sao? Hay chuyên nghiệp á. Này thời sinh viên hả? Thời sinh viên. Thời sinh viên. À. À. Mở đèn lên chứ. Trời ơi. Đó, kéo ra. Kéo ra. Ừ. Đó. Ghê không? Chuyên nghiệp không cả nhà? Tỏi hả? Ừ. Ăn gì mà có tỏi? Ừ, người ta xào mà. Xào gì? Ừ. Vẫn chơi thôi. À, một thử thách 24 giờ à, làm đầu bếp à, sư Vũ chỗ tài làm bếp. Sắc mà sắc sắc tỏi mà ghê không, thấy bây giờ ghê không, lọt miếng tỏi nè. Dần tứ tùng ha, không tứ tứ tùng ghê không. À. Xong thơm tỏi là lẻ làng bỏ hùng gác. Lẻ làng vậy đó nha. À. Cái này ớp cái gì anh Vũ? Ổng ổng ở gì? Cho dầu vô. À. Nghe mùi mùi chuột quá là. À. Chảo qua chiên chuột. Còn gà hả?
Rồi đủ 8 phút chưa? Chưa, mới 5 phút à. Sắp rồi. À. Nấu cơm, cơm à, chừng nào cơm chín được à, không đủ. Chưa. Chưa hả? 20 phút nữa mới tự động tắt. À. À. Đây chắc chịu view luôn cái tờ hồ. À, chịu view luôn. Một xíu là thế nào bà con vô cũng tư. Comment đi lẹ. Comment đi lẹ. À, đủ 8 phút chưa? Chưa. Nãy 5 phút mấy à? 8 phút thì là ngon lành. Ngon lành luôn á. À, đang thắc mắc tối để làm gì nè. Ủa xưa nay không biết cái vụ này hết trời, cái tờ hồ. Không biết cái việc là làm sao gì mà bỏ tỏi vô cho nó thơm hả? Thơm. Nó thơm liền chứ gì. Dầu ít quá. Ủa nó này nó bật chưa mà không nghe kêu chưa rồi. Bật, bật rồi. Cái đó chút toàn là ba gội đầu kia bỏ vô mà không biết rồi. Cái này là gì? Tắt đèn. Tắt đèn nó sao nó ấy được. Tắt đèn xong rồi nó sáng được. Này bếp bếp từ hả? Từ thương hiệu Kenler. Kenler thương hiệu của Đức. Nó đi chung với lại cái hút hút khói nè cả nhà. Họ có đèn thấy không? Họ thơm rồi đó. Hút khói hút mùi. Thơm rồi đó. Ôi. À. Có bỏ dầu mà hào gì một tiết gì không? Có cho mắm mắm đường gì không? Cái chế này tự biết. À. Ăn thanh mà đâu có ăn mặn. Bảy phút rồi, 7 phút mấy rồi? Chút xíu nữa thôi. Ừ, xíu nữa. Đó, xào cho nó thăng lại chút xíu rồi. Bỏ gia vị vô. Ừ. Không có ăn bột ngọt nha, cho nên là không có bỏ bột ngọt. À. Ủa, miền Tây ăn bột ngọt dữ lắm mà. Nhưng mà miền Tây này nó bị lai rồi. Không ăn đường, không ăn bột ngọt nha. À. Đó, nó thăng lại rồi. Bỏ chút xíu bột nêm với ấy vô thôi. Chút xíu bột nêm, một xíu nước tương. Ăn thanh. Cho nên quý bà con là mốt có mời có nói rồi, xin được ăn thì nhớ. Hay à. Hay à. Là không ăn đường, không ăn bột ngọt. Chỉ ăn thanh thanh thôi. Cho nên là nhiều khi về miền Tây á, trời ơi, nó nấu ngọt ngay. Chơi, xuất thân từ miền Tây mà chơi. Khi đồ ăn á, mà giống như là chè vậy á. Chè hả? À. Ừ. À, nói chung là bà con miền Tây cũng nên đổi cái khẩu vị truyền thống đi, không? Nó không còn hợp. Thấy không, chứ ông Vũ là ý kiến lắm rồi đó, phải không? Thì khi ngọt ngay anh không thể nào ăn nổi. Ừ. Nhưng mà chắc bà con của bác tao quen rồi. Ừ, tao quen rồi. Với anh giờ miền Tây anh cũng ăn hủ tiếu rồi. Hủ tiếu nhưng phải nặng chanh vô không đó. À, nặng chanh vô. Chanh vô là đâu có ăn thêm gia vị đâu. À. Cái thành nặng chanh vô rồi. Tôi không ăn thêm gia vị. Đang bỏ hành vô cả nhà. À, bỏ hành vô.
này bên này gà hầm lợn, gà hôm qua ăn không hết rồi nha, con ăn không hết. Rồi kết thúc chưa? Chưa, phải làm chín luôn đi. Nó màu nó đúng rồi. Chưa. Mốt có người ta ý kiến là mai mốt đi theo quay lịch sư hữu hoài luôn. Uh-huh. Ừ. Ai ý kiến? Hả? Ai ý kiến? Nói chung là Minh Chí TV rồi nhiều người hỏi như Đào Thương đó. Uh-huh. Nó không toàn là YouTuber yêu cầu không phải không? Nhưng mà hồi xưa mà có bỏ tiêu không mà có à kệ chính rồi nha, anh thấy chút xíu nào cho nhớ cái nào mở nha. Thì đó mở dốc nè, theo nãy cố gắng ấy mở giúp dành cho Peter Hồ ăn mở. Còn thì để lại cho anh à nè. Thấy không, nấu ăn với lịch sư Vũ ít ăn mở nha, không ăn mỡ nên người đâu có mỡ miếng mỡ nào đâu. Trời ơi, cũng chuột con là nó cũng cuồn cuộn nó giỡn đâu. Chứ là sao không hiểu với bà con bắt là em đã nói đó à. Ốm nhưng mà cuồn cuộn nó giỡn thôi à, cuồn cuộn là cơ bắp hả? Ừ. Cơ bắp à, à. Cả nhà hôm qua cái bắp tay nè không ghê không. Đâu ốm đâu, đó gồng lên đấy, co lên đây, đó cả nhà thấy không? Đâu có ốm đâu cả nhà. Nhưng mà không hiểu sao có năm có gì, năm sáu hả hay năm bảy? Năm bảy. Năm bảy lên được 3 kg rồi cả nhà. Mới có 54 rồi, giờ là được 57 rồi đó, cố gắng 60 rồi. Cố gắng 60 kg. Chỉnh lại cả nhà. Rồi. Hết video 12 phút. Bỏ tiêu vô nữa là xong. À bỏ tiêu vô xong rồi ha. Đó, được sử dụng nó ăn á, vậy thôi là hết á. Rồi, xong. Rồi, kết thúc video cả nhà. Nấu ăn gì mấy năm rồi anh Dũng? Lâu chưa? Đã từ từ năm à, từ thời sinh viên tới giờ hả? Đâu có được sung sướng như khi tôi hồ đâu dưới bà con của bác. Ăn cái gì cũng chờ sẵn không? Không, nhưng mà nói với anh Vũ nhìn nấu ăn đẹp trai. Đẹp trai nên phải nấu ăn. Người đó là đẹp trai ngồi sau mà. Còn nước nữa đổ vô cho trang vô. Oh. À, đặt cái nước nó béo lắm. Nước đó là mỡ không dầu mỡ không. Đó. Gà, gà hôm qua nguyên con ăn không hết cả nha. Vậy chưa kết thúc nữa. Chưa kết thúc nữa. Xong rồi mà. Xong rồi hả? Ok. Rồi, em xin kết thúc video cả nhà. Chào các anh Vũ. Bye bye. Bye bye.